Em Xuân, hôm nay chúng ta sẽ đánh hai băng trở lên và lấy điểm. Hai băng thôi nha, ba băng nó không khó quá. Và người chơi sẽ được sử dụng hai bi, các anh sẽ được đánh hai bi. Không, bị trắng bị vàng. Cứ đánh hai băng trở lên là có điểm. Ai đi được gần 5 điểm sẽ được em thưởng nấu 5 xị. Ok không? Đi cơ 10 sẽ được thưởng nấu 1 triệu. Cơ 15 2 triệu, cơ 20 3 triệu. Ok không? Không thì đã là game show là nó phải có độ khó, tại vì các anh sẽ không mất phí cái chơi trò chơi này. Ok, rồi bắt đầu. Nghe đồn anh Thao đồ bánh pizza vô địch khối ngân hàng. Nãy hoài dàn sáu nói là ông này muốn vô địch ngân hàng luôn. Rồi, anh có bi trắng và bi vàng nha anh Thao. Xuôi ơi, đứng góc bên kia cho đẹp. Đứng góc bên kia thôi. Anh em trên Facebook chúng ta đang xem trực tiếp tại con bộ pizza tuổi trẻ ở Đắc Hà, Kon Tum. Quán pizza VIP nhất Đắc Hà hiện nay với tất cả bàn pizza đều trang bị sưởi cao cấp. Một cú đánh hai băng của anh Thao. Rồi, chỉ có một băng à. Rồi, xin cảm ơn phần thi của anh Thao. Xin chúc anh sức khỏe và làm gì làm chiều nhớ nhậu nha. Rồi, xin mời người chơi tiếp theo. Cho em mời số 33 ạ. 33. Rồi, xin chào anh. Anh trời. Dạ, anh tên gì ạ? Anh Cưng. Sau đây là phần thi của anh Cưng đến từ Đắc Hà, Kon Tum. Anh Cưng có cái biệt danh gì mà ra giang hồ vậy anh? Cưng ba băng. Trời ơi, nghe cái tên thấy đánh hai băng thấy dư rồi. Rồi, anh Cưng em ăn bi nha. Rồi, chúc anh may mắn. Trời ơi, lấy cơ em lấy tiền em luôn hả? Chơi dày dữ vậy. Rồi, ok. Một trái bi tương đối đơn giản. Anh Cư sẽ có hai bi nha anh Cư. Bi trắng và bi vàng. Anh chọn gì cũng được, miễn đánh hai băng là được. Trời ơi, quá bội phải. Ok. Anh thấy bi ngon quá nên anh hơi bội vàng. Tôi đây là tên anh Hiệu từ Kon Tum. Nghe cái tên là thấy hàng hiệu rồi đó. Chưa biết quýnh sao nghe tên là thấy có hàng hiệu rồi. Rồi, lúc chơi như sau anh Hiệu sẽ có hai bi và đánh hai băng trở lên nha anh Hiệu. Rồi, chưa thiệu may mắn. Ai nhiều điểm nhất sẽ là lấy cây cơ bây giờ của thành game nha anh em. Nói chung em quăng bi dễ lắm, em đừng lo, em chỉ cần quýnh hai băng chúng là lắm rồi. Nãy giờ em quăng bi là dễ không chưa? Quăng là bi chạc hẳn luôn là dễ quýnh đó. Chúng ta đang xem phần thi của anh Hiệu. Một cú đánh hai băng canh ơi, có không em? Không, trời ơi, quá đáng tiếc anh Hiệu ơi. Bé, em vô quăng giùm cho anh Thịnh cái bé. Trời ơi, đổi không thủy biết đâu. Biết đâu, rồi, em cứ cầm ba chứ bị em xùa đi. Cái chứ chạy đâu chạy nha. Rồi, một cái băng, quên, đừng quăng ra ngoài. Rồi, ok. Rồi, cảm ơn em gái nha. Chúng ta đến với phần thi người chơi thứ 9. Đó, chờ này em gái đi quăng chứ ba em quăng rồi nha. Không, em quăng khó hơn anh Thịnh có chút xíu à. Rồi, chúng ta sẽ cùng xem phần thi. Một cú đánh số không thành công rồi, quá dày. Và bây giờ, xin mời tiếp theo người chơi thứ 10. Xin mời số 23. Rồi, xin chào bạn. Rồi, ok. Rồi, bạn tên gì? Huân. Sau đây là phần thi của bạn Huân, người chơi thứ 10. Rồi, ok. Chụp hình có... chụp hình chứ đừng lấy tiền con nha. Rồi, chúc mừng may mắn nha. Rồi, anh Thịnh quăng nha Huân nha. Rồi, chúc em may mắn. Trời ơi, quá ngon luôn ơi. Trời ơi, con ngon quá Huân ơi. Trời, bi quăng đẹp không? Quăng chứ bi dễ thương, thấy sợ không? Bi này không khó đâu Huân ơi. Em được xài hai bi được không? Chúng ta sẽ cùng xem phần thi của bạn Huân. Một cú đánh hai băng. Hai rồi. Có điểm. Đó, cứ có điểm trước đi, tính sau tính nha. Biết đâu một điểm mà đã giải luôn sao?
Ở người chơi thứ 10 đã ghi được 1 điểm cho mình. À, người chơi thứ 10 hơn. Người chơi thứ 10 à? Ok, không được 10. Từ lâu nhắc ổng. Một cú đánh, hai bàn, không. Rồi. Một pha bi xé bưởi rất là sáng tạo. Rồi, chúc mừng em đã ghi cho mình được 1 điểm. Nhiều khi bây giờ em chỉ cần đứng ngoài em chụp mấy em còn lại đánh thùng là em đã giải. Ok, rồi bây giờ xin mời tiếp theo người chơi thứ 11, người chơi thứ 11. Ai đây? Không có đó, người chơi thứ 11 em. Xin mời số 19 ạ. Xin mời số 19. Rồi, chúc mừng em trai. Rồi, chúng ta đã có một cơ thủ đến từ Kon Tum. Rồi, chào em. Em tên gì? Rồi, sau đây là phần thi của bạn Đạt. Vợ Đạt. Đạt Quang hay Thịnh Quang? Rồi, để em tự quăng. Trời ơi, nó có kinh nghiệm, nó quăng nhẹ cả anh em. Nó suy nghĩ nãy giờ rồi đó. Rồi, để em tự quăng. Chúc em may mắn. Trời ơi, quá ngon luôn Đạt ơi. Em tự quăng, mà em đi cơ 10 cái anh đi về luôn. Một cú đá, hai băng. Trời ơi, công thành công. Trời ơi, xét tiếng có siêu phẩm. Rồi, xin mời tiếp theo người chơi thứ 12. Anh em chúng ta lên thi á, mình rất là bị tâm lý nên phải cứ chậm rãi thôi. Tại vì mình chỉ có một lần đánh. Xin mời số 9 nè. Xin mời số 9. Rồi, sau đây là phần thi của bạn Kim. Cơ thủ đến từ thành phố Kon Tum ạ. Rồi, nếu mà chung đánh là thằng Kim chuẩn bị tiền chung rồi. Bạn ơi, giờ mình quăng hay bạn quăng? Rồi, ok, mình quăng nha. Mình quăng là mình công chuyện không á. Rồi, chúc bạn Trung may mắn nha. Chúng ta sẽ cùng xem phần thi của bạn Trung. Người chơi sẽ có 2 bi và đánh 2 băng trở lên để lấy điểm. To lắm, nghe to lắm. Nè, cái loa đây rồi. To lắm. Nè, to đúng. Một cú đánh hai băng, trời không thành công Trung ơi, quá đáng tiếc, quá mỏng các bạn ơi, quá đáng tiếc. Và bây giờ xin mời người chơi thứ 13. Mọi người, em bây giờ đứng ngoài em chù, ai muốn em cứ hút rồi nó giải luôn. Rồi xin mời số 13, ai cầm số 13 ạ? Người chơi thứ 13, và ai cầm số 13 luôn ạ? À? Rồi, dạ xin mời anh. Trời ơi, quá. Người chơi thứ 13 có số thứ tự 13. Anh lỡ đi cơ 13 luôn. Dạ, anh tên gì anh? Dạ, rồi, phần thi của anh Nam. Rồi, sau đây là phần thi của anh Nam 13. Chúc anh Nam may mắn. Chỗ này anh Nam ơi. Rồi, quá ngon luôn anh Nam ơi. Cái bi này mình chỉ cần quýt 2 băng là lụm anh ơi. Nhưng mà hai băng sau để anh lựa đường đó. Anh em được xài hai bi nha anh em. Dạ alo. Một cú đánh tứ băng thế nào? Wow, quá đẹp anh em ơi. Alo, alo, alo nghe. Một pha xử lý rất bình tĩnh và tỉnh táo tới từ phía. À, ok. Theo tin đồn từ dạng 6 là anh Nam quýnh vô địch đất Hà. Ừ. Sao quýnh đường nào, quýnh đường nào anh, quýnh đường nào? Kéo dậu. Một cú đánh hai băng dậu. Go! Đã có 2 điểm cho anh Nam. Quá hay anh Nam ơi. 3 cái nữa là con trai anh Nam. Chúng ta đang xem phần thi rất xuất sắc của anh Nam. Anh đã đánh 2 trái 2 băng rất đẹp. Một cú đánh hai băng không thành công, thiếu giày rồi. Quá đáng tiếc, cũng xin chúc mừng anh Nam đã ghi cho mình được 2 điểm, dẫn đầu vô khá nối. Và bây giờ xin mời tiếp theo người chơi thứ 14. Xin mời số 21 ạ. Cho em mời số 21. Số 21. Rồi dạ, xin chào anh. Rồi chúng ta đến với phần thi người chơi thứ 14. Dạ xin chào anh, tên gì anh? Hà, sau đây là phần thi của bạn Hà. Rồi bây giờ Thịnh Ken Quang Bi hay anh Hà Quang Bi? Rồi chúc bạn may mắn. Quá đáng tiếc cho trái bi của anh Nam đúng các bạn. Trái bi của anh Nam là trái bi rất là rõ ràng để có thể ghi được điểm thứ 3.
cho ba thôi. Bún hai băng gà giò gà cũng ngon lắm nha anh em. Rồi chúng ta cùng xem phần thi của bạn Hà. Một cú kéo hai băng dầu xứng sắc đã có điểm. Các bạn cứ quýnh từ từ thôi, chúng ta đừng có gấp. Một cú đánh ba băng có quá hay anh em ơi, vỗ tay anh em ơi, quá hay, hay quá Hà ơi. Quýnh cơ đông là anh hết nguyên con tâm luôn Hà ơi. Quýnh cơ đông là anh Hà ăn hết nguyên con tâm luôn á. Gán lên Hà ơi. Một cú đánh hai băng có vô, hay quá, ba điểm, ba điểm rồi, quá hay các bạn ơi, ba điểm, ba điểm, quá hay. Được, được, anh được đánh hai bi. Không sao, anh em chúng ta để cho cơ thủ. Cơ thủ sẽ là người quyết định cái đường đánh của họ. Chúng ta sẽ cùng xem anh Hà đánh cái bi này như thế nào. Đã có 3 điểm. Rồi, anh kia ở ngoài, anh kêu là chích về luôn. Một cú kéo hai băng không thành công rồi. Xin cảm ơn bạn Hà đã ghi được 3 điểm. Xin cảm ơn bạn, quá hay rồi anh em. Còn bây giờ xin mời người chơi thứ 15. Xin mời số 20 ạ. Xin mời số 20, 20. Rồi xin chào bạn. Rồi bạn tên gì? Chân Chân. Chân Chân, nghe cái tên thấy võ công cao cường. Sau đây là anh em đến với cơ thủ Trần Trần, môn phái tinh võ môn tại Đắc Hà, Con Tum. Nghe tên là thấy võ công cao cường rồi đó. Mà mấy người mà võ công cao là mình phải chơi thì kêu vô em. Thấy có anh nào Lý Tiểu Long xuất hiện không em về. Rồi xin chúc em Trần Trần may mắn nha. Trần Trần sẽ được sử dụng 20 nha em. Chúng ta đang chứng kiến phần thi của bạn Trần Trần. Một cú đánh kiếm nắp không có rồi, quá đáng tiếc rồi, xin cảm ơn em. Và bây giờ xin mời thứ 16. Xin mời số 7 ạ. Xin mời số 7, số 7. Rồi xin chào bạn. Hiện giờ anh Nam số 13 đang là dẫn đầu vô phá lưới với 3 điểm. Anh Nam thấy khỏe khỏe hả anh Nam ạ? Rồi xin chào. Rồi bạn tên gì? Trần. Trần. Sau đây là phần thi của bạn Trần Trần đến từ Con Tum. Chúng ta vừa chứng kiến phần thi của bạn Trần Trần và bây giờ tới bạn Trần Trần. Ai sẽ là người phá kỷ lục của anh Nam? Của đường nào, của đường nào? Đánh đại. Trời, quá dày rồi em trai ơi, quá dày, quá dày, quá dày. Mời, và bây giờ xin mời tiếp theo người chơi thứ 17. Chúng ta sẽ chỉ còn 3 người nữa. Cho mời số 27 ạ. 27. Rồi, Quang Anh. Rồi, chúng ta cùng cổ vũ cho phần thi của cơ thủ Hoàng Anh đến từ Con Tum. Kìa, lấy cơ anh đánh đi em trai. Rồi, ok. Giờ em Quang hay anh Quang? Anh em mình thân quá, anh Quang không không? Rồi, lâu lâu tao hại miệng bữa luôn nè. Hoàng Anh là cơ thủ Vision Leap, hiện tại là đang đứng nhất tại tỉnh Kon Tum. À, vừa rồi Hoàng Anh mới đạt giải nhì, một băng mở rộng tỉnh Gia Lai và vô chung kết chung với cơ thủ của Gia Lai. Nhưng mà đây là game show của Thịnh Game. Liệu Hoàng Anh có đạt giải được hay không? Một pha đánh cúp hai băng, quá đẹp anh em ơi, vỗ tay anh em ơi. Một pha xử lý đẳng cấp, một pha xử lý nhẹ nhàng, chúng ta có thấy được. Một cú đánh hai băng tiếp theo. Trời, không thành công rồi em trai ơi. Thôi đừng có tức chụp bi mày. Không, em nó tha Thịnh Game, nó bạn nó tha cho em á. Chứ nó quên cho em chung tiền, nó bạn nghỉ luôn. Rồi xin mời tiếp theo, người chơi thứ 18. Hơn trên Nam rồi. Chứ nghe nó vô là nó quýnh đê đúng không ạ? Rồi xin mời số 11 ạ. Xin mời số 11. Rồi xin chào bạn.
Mời anh là chủ nhà tiệc cưới rất lớn tên con Tung nha. Anh em nào chị em có đám cưới thì hãy em nói tại đây luôn. Rồi em tên gì? Tùng, sau đây là phần thi của bạn Tùng, người chơi thứ 18 trong game sau ngày hôm nay. Tùng, em Quang Bi, anh Thịnh Quang Bi. Ok em, phải như vậy. Đó, anh Quang vậy là không chơi nào đụng chơi nào luôn em. Chúc em may mắn. Đi trời, xui quá đụng rồi. Rồi, một trái bi tương đối dễ. Tùng có hai bi nha Tùng, bi trắng và bi vàng. Hồi hổng quá hả mày hả? Xuống. Ý là để gần vào nó to lên tí. Rồi, không thành công rồi. Và bây giờ, xin mời người chơi tiếp theo, người chơi thứ 19. Liệu có ai phá được kỷ lục của anh Nam hay không? Anh Nam giờ anh khỏe rồi. Dạ, xin mời số 24 ạ. Cho em mời số 24. Số 24 ạ. Và chúng ta sẽ chỉ còn một người chơi cuối cùng. Dạ, anh tên gì anh? Anh Long. Sau đây là phần thi của anh Long. Đó, bây giờ Lý Tiểu Long xuất hiện rồi nè. Dạ, giờ anh Long Quang Bi hay em Quang Long? Dạ rồi, chúc anh may mắn. Chúng ta đến với phần thi của cầu thủ Lý Tiểu Long đến từ thành phố Kon Tum. Quá ngon luôn anh Long ơi. Một cú đánh kéo ba băng. Trời, quá đáng tiếc anh Long ơi, thiếu ấp ơi. Và bây giờ xin mời người chơi cuối cùng. Ai đây? Ai lên lấy phần thưởng của anh Nam đây? Dạ, xin mời số 32. Rồi, đó em trai. Rồi, chúc mừng em trai là người chơi cuối cùng. Rồi, phỏng vấn em trai chơi cuối cùng cái. Nãy giờ em thấy mấy anh em chơi, em thấy sao? Đánh hay quá. Đánh hay quá hả? Mà giờ em có tự tin em quýnh hơn 3 điểm của anh Nam không? Có luôn, ok em. Vỗ tay cho em trai cái em ơi. Quá hay. Rồi, bây giờ em là người chơi cuối cùng. Em muốn Quang Bi hay là anh Thịnh Quang Bi? Anh Thịnh Quang đúng không? Rồi, chúc em may mắn nha. Nè, anh đưa hai trái vàng lên trước nè. Anh Quang mình đưa hai trái vàng lên trước nè. Là Bi sẽ nằm giữa, có Bi em quýnh nè. Thấy chưa? Đó, cái nào nó cũng có công chuyện chổng với anh em. Đó, thấy chưa? Rồi, bây giờ là đã có hai băng cho em trai. Nhưng mà em trai này sẽ quýnh như thế nào? Một cú đánh, hai băng. Go! Rồi, không có rồi. Vâng, xin chúc mừng anh Nam. Anh Nam, quên, sorry. Trời ơi, nãy giờ anh Nam lộ anh Nam hoài à. Rồi, sorry. Sau đây là chúc mừng anh Hà đã là người thành giải trong game show ngày hôm nay à. Rồi, xin chúc mừng anh.